Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ Đế Vương Công Lược. Tác giả Ngữ Tiếu Lan San qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Đế Vương Công Lược Tập 16 Sau khi rời khỏi Thái Y Viện Đoàn Mạch Nguyệt dẫn đoạn giao trở lại khách điếm Định lát nữa sẽ âm thầm Mang những người chiều nhai kia vào cung Mới vừa ra tới đường lớn Đoạn giao liền ôm đầu bắt đầu chạy Tốc độ cực nhanh Nhưng tốc độ của đoàn Mạch Nguyệt còn nhanh hơn Cờ hồ chỉ trong một cái chớp mắt Đoạn dao đã bị túm cổ áo sách lên. Còn dám chạy hả? đoạn mạch nguyệt nhướng mi đoạn rào khiếp sợ lệ rơi đầy mặt khinh công của ngươi từ lúc nào lại tốt như vậy chẳng lẽ là lén lút sau lưng mình chạy tới nhật nguyệt sơn trang học hay sao cũng có thể lắm dù sao khinh công của thẩm gia chính là đệ nhất thiên hạ thẩm đại thiếu gia là thẩm thiên phong người cùng hắn thành thân là diệp cốc chủ ca ca của diệp cốc chủ là hoàng thượng mà hoàng thượng cùng ca ca thân yêu của mình lại có một chân tình đoạn mạch nguyệt nói Hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Người lại còn không biết xấu hổ hỏi ta nữa Đoạn giao tố cáo Vì sao trước khi lên đường tiến cung Người không nói rõ ràng cho ta biết Quan hệ giữa các ngươi chính là như vậy Chính ngươi nói Người đã sớm biết rồi đoạn mạch nguyệt có đầu hắn Đó là sư phụ nói Sư phụ nói Người người thích là thẩm tướng quân Đoạn giao bi phẫn nói Đoàn mạch nguyệt nghe như xếp đánh ngang tai Ai? thẩm tướng quân đoạn dao đưa một ngón tay ra chỉ về phía phủ tướng quân nằm cách đó không xa rất to lớn rất đồ sộ Đoạn mạch nguyệt không biết nói sao làm ta sợ muốn chết nhớ lại cảnh tượng lúc mới bắt đầu ăn cơm đoạn dao vẫn còn cảm thấy chân mềm lời sư phụ nói mà ngươi cũng tin sao tại sao lại không thể tin không phải ngươi cũng tin đó sao đoạn dao xoa xoa eo nhỏ cầm một khối sắt vụn xem như bảo bối Loàng lộ gì xét Cũng không biết xấu hổ mà treo bên hông Quả thực mất mặt Tây Nam Phủ Vì vậy ca ca liền thật sự đem đệ đệ đánh một trận Đoạn giao mạnh mẽ phản kháng Nhưng mà đánh không lại Dù sao ca ca của hắn cũng luyện bồ đề tâm kinh Vì vậy khóc giống nghẹn ngào đến nỗi ho khan Đây là cái loại ca ca gì Mai mốt trở về Tây Nam Nhất định phải chạy tới cáo trạng Với tất cả bà bà thẩm thẩm trong phủ Ít nhất cũng phải cáo suốt nửa tháng Tại khách điếm nhóm người trưởng nha kia đã chờ đến nóng này. Đi qua đi lại trong phòng mấy chục vòng, cuối cùng không nhịn được nữa, định đẩy cửa ra ngoài, thì lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Tâm tình đoạn giao thật không tốt, nhanh như gió chạy ùa vào phòng mình. Tâm tình đoạn bạch nguyệt ngược lại rất tốt, nói với đám người kia. Ai sẽ theo ta vào cung? Đối phương đều sửng sốt hỏi. Không phải tất cả chúng ta cùng đi sao? Tất nhiên không phải, đoạn mạch nguyệt nói đại nội hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt khinh công của chư vị lại đều ở mức bình thường nhiều người như vậy mà muốn cùng đi không phải là chuyện dễ vì sao không thể mời sở hoàng ra cung gặp chúng ta nữ tử trong đó hỏi đoạn bạch nguyệt bật cười khẩu khí của cô nương thật là lớn muốn đương kim hoàng thượng tự mình xuất cung chỉ là vì gặp ngươi sao trước kia khi tộc nhân triều nha chúng ta tiến cung chính tiên hoàng đã lấy lễ tương đãi vì sao bây giờ lại thành lén lén nút lút, lút? Không ai biết thế này Nữ tử bất mãn nói Mười mấy năm trước Tổng nhân Triều Nhai là đường đường chính chính công khai ngồi xe ngựa Từ quan đạo tiến cung Tất nhiên tiên hoàng cũng sẽ dùng lễ nghi chính đáng Rõ ràng để đón tiếp Đoàn mạch nguyệt nhướng mi Hay là các vị cũng trở lại đi một vòng như vậy đi Lúc đó tất nhiên hoàng thượng cũng sẽ mở rộng cửa cung Cung ngânh chư vị Nữ tử bị chặn họng Nếu đã là người chung đường Thì cần gì phải tính toán lẫn nhau chỉ là trả lời mấy câu hỏi của hoàng thượng sau đó nói không chừng sẽ có thể quang minh chính đại cùng nhau tiến cung hà cớ gì phải câu nệ nhiều như thế đoà mạch nguyệt tựa cửa nhắc nhở nếu lại dây dưa kéo dài thêm nữa thì trời cũng sáng để hoàng thượng chờ vô ích một đêm để lúc đó nếu là long Nhan phẫn nộ thì có lẽ ngay cả cơ hội được gặp hoàng thượng cũng không còn trừ vị tốt nhất nên hiểu rõ nhóm người kia liếc mắt nhìn nhau sau đó nói chúng ta muốn thương lượng với nhau một chút Đoàn Bạch Nguyệt cười cười, xoay người ra khỏi phòng. Nhìn bộ dáng do dự vừa rồi, xem ra nhóm người này cũng không phải đã hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, đã đồng sinh cộng tử rồi mà vẫn còn nghi kỵ như thế. Đảo Triều Nhai đúng thật là nơi tối tăm không thấy mặt trời. Một lát sau, nữ tử kia đi ra. "Ta cùng ngươi tiến cung." Những người còn lại đứng sau lưng nàng, tuy không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác, mở mắt chừng chừng nhìn hai người xuống lầu. Hiện tại đã gần nửa đêm Sở Uyên đang ở thiên điện uống trà Tứ hỉ công công vào cửa thông truyền Nói là Tây Nam Vương đã mang người tới rồi Tuyên Sở Uyên bưng chén trà Đi đi Trong viện đoạn mạch nguyệt nói Biết cái gì hay muốn nói gì Tốt nhất nên nghĩ rõ ràng trước đã Nếu không chỉ sợ lại làm sự việc xấu đi Nữ tử nghe vậy Lước mắt nhìn hắn một cái Nhưng cũng không nói gì Chỉ đưa tay đẩy cửa vào điện Đoàn bạch nguyệt vòng lui thế sau Tung người rơi xuống nóc nhà Dân nữ tham kiến hoàng thượng Nữ tử quỷ xuống đất hành lễ Hãy bình thân Sở uyên nói Cô nương thật sự là người chiều nhai Bẩm hoàng thượng đúng là như vậy Nữ tử gật đầu Chấm cũng đã tỉnh cờ nhận được tin tức Nói dư thư đang chiêu mộ người Trong võ lâm khắp nơi Truy sát một nhóm tộc nhân chiều nhai Trong lòng nảy sinh nghi hoặc Nên mới phái người tới tra xét xem có chuyện gì không nghĩ rằng thực sự có thể gặp được chư vị sở uyên nói theo lý mà nói thì giữa mệnh quan triều đình và tộc nhân triều nhai phải là nước giếng không phạm nước sông mới đúng vì sao lại có chuyện này cô nương có thể cho trẫm một lời giải thích chứ đảo triều nhai đã bị hủy rồi nữ tử nói vì sao sở uyên khẽ nhíu mày trên đảo có một người tên là huyền thiên cầu kết với đạo tặc nam dương dẫn chúng lên đảo giết chết tất cả mọi người Thậm chí ngay cả trình hắn cũng bị giết Nữ tử nói Mấy người chúng ta phải dựa vào may mắn Mới có thể trốn thoát được Lý do Bắt đầu từ 7-8 năm trước Trên đảo chia làm hai phái Bắc Nam Huyền Thiên là thủ lĩnh phái Bắc Hắn không cam lòng khi thấy thế lực của phái Nam Chúng ta ngày càng lớn lên Nên mới nảy sinh ý đồ bất chính Nữ tử nói Lại không ngờ sẽ bị người khác lợi dụng Người của phái Nam phải chết Phái Bắc cũng không thể may mắn thoát nạn toàn bộ đảo Triều Nhai mới hơn 100 hộ dân. Hôm nay cũng chỉ còn lại nhóm người chúng ta sống sót mà thôi. Những đạo tặc Nam Dương kia hiện giờ ở đâu? Sở Uyên tiếp tục hỏi. Có lẽ vẫn đang ở đảo Triều Nhai? Nữ tử đáp. Trên đảo có thật là có nhiều vàng bạc châu báu như dân gian lan truyền không? Sở Uyên thích thú nhìn nàng. Nữ tử dừng một chút nói. Có, chỉ là không biết giấu ở nơi nào. Sở Uyên gật đầu ý bảo nàng tiếp tục kể trên đảo triều nhai có chôn kho báo hoàng kim là di huấn do tổ tiên để lại nữ tử nói chỉ là hậu thế tìm kiếm mãi mà vẫn không có chút tung tích nào đoàn mạch nguyệt ngồi trên nóc nhà lắc đầu nghe giống như tổ tiên triều nhai và sư phụ nhà mình là thân huynh đệ vậy chẳng đáng tin chút nào cho nên đám đạo tặc nam dương còn ở lại trên đảo là để tiếp tục tìm kiếm hoàng kim sở uyên như có điều suy nghĩ nói mười phần là vậy Nữ tử gật đầu. Huyền thiên chắc cũng không có lý do gì khác để có thể khiến bọn họ từ nghìn dặm xa xôi chạy tới Triều nhai. Thực sự là không ngờ tới, dư thư vậy mà lại có thể có liên quan tới Nam Dương. Sở Uyên buông chén trà. Vậy lần này cô nương và những người đó tới gặp chậm có mục đích gì? Dân nữ muốn khẩn cầu hoàng thượng giúp chúng ta đoạt lại đảo Triều Nhai. Nữ tử nói, Triều Nhai cũng không phải là con dân của đại sở ta, không thể can thiệp được. Sở Uyên nói, Hoàng thượng, nữ tử quỷ xuống đất. Hiện tại triều nhai đang ngập tràn nguy cơ. Chỉ có hoàng thượng mới có thể cứu chúng ta thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này. Tộc nhân ta cam đoan, chỉ cần có thể đoạt lại cố hương. Tương lai nếu có một ngày thật sự tìm được kho báu, nhất định sẽ đem tất cả tới đại sở tiến cống. Tuyệt đối không lưu lại chút gì. Chuyện của tộc nhân triều nhai đích thực khiến cho lòng người thổn thức. Nhưng từ trước đến giờ, đại sở và Nam Dương vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông nếu vì chuyện này mà rước lấy phiền phức không đáng thì chỉ sợ dân chúng ở nam hải sẽ gặp tai ương sở uyên nói chắc cô nương cũng hiểu rõ không phải trẫm không muốn giúp mà là trẫm không thể giúp được đám đạo tặc nam dương kia lòng lang dạ sói chỉ sợ mục đích của bọn chúng cũng không chỉ là đảo triều nhai nữ tử đầy ẩn ý nói hoàng thượng yên tâm được sao vậy thì thế nào sở uyên nhàn nhạt, nhạt cười triều nhai không phải là nơi giao nhau quan trọng trên biển hơn nữa cũng không nằm trong vùng giao tranh quân sự. Phía trước là hàng nghìn hải đảo lớn nhỏ, quanh năm dương trắng mịt mù, phía sau còn có châu Nam Thủy. Tiếp nữa thì chính là 16 vùng cát trắng bao quanh, mỗi nơi đều được bố trí trọng binh. Đó là còn chưa tính đến lực lượng quân đội trú đóng ở Đông Hải. Nếu thật sự có một ngày phải dùng đến binh khí, triều nhai có tồn tại hay không? Người đang ở trên đó là ai? Đối với trẫm mà nói, đối với đại sở mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì dùng cái này đến ép chẫm cô nương dường như đã quá đề cao chính mình rồi đoàn bạch nguyệt cong cong khóe miệng hoàng thượng thứ tội dân nữ không dám nữ tử nói chỉ là nhất thời nóng này nên mới nói năng hồ đồ như vậy trẫm sẽ không xuất binh tới triều nhai lại càng không nhúng tay vào việc của quốc gia khác sở uyên nói để tình phụ hoàng trước kia trẫm nhiều nhất cũng chỉ có thể cấp cho chư vị một tòa nhà trong vương thành cô nương chỉ cần trả lời một câu Muốn hay không muốn Nữ tử há miệng nói Vẫn luôn có người đuổi giết chúng ta Sở Uyên cười cười Muốn ở lại trong cung sao Vâng Cũng được Đò Bạch Nguyệt nhíu mày Chậm có thể đáp ứng ngươi Sở Uyên nói Chỉ là trong cung này nhiều người mắt tạp Nếu chư vị muốn ở Chỉ sợ sẽ không thể tự do đi lại được Dân nữ biết Nữ tử gật đầu Vậy đêm nay dừng tại đây đi Ngày mai sẽ có người tới khách điếm Đón những người còn lại vào cung Nữ tử quỳ xuống đất tạ ơn Rồi theo tứ hỉ về chỗ ở Đoàn Bạch Nguyệt hỏi Vì sao phải để những người này ở lại trong cung Nếu không thì sao bây giờ Sở Uyên cùng hắn từ từ về tẩm cung Cũng không biết cuối cùng bọn họ có mục đích gì Nếu để bọn họ ở Vương Thành Chỉ sợ dân chúng sẽ không an tâm Để bọn họ ở trong cung Ta cũng không thể nào an tâm được Đoàn Mạch Nguyệt nói sở uyên cười cười cho ở trong cung là vì muốn giam lỏng xem thử có thể có một ngày bọn họ lòi chân ngựa hay không tất nhiên sẽ có người đặc biệt theo dõi ta cũng sẽ không ba ngày hai lượt chạy tới xem có gì đâu mà không thể an tâm tính ra mấy ngày này cũng có không ít người đã từng tiếp xúc với đám người triều nhai đoàn mạch nguyệt nói nhưng người có thể làm đốt tinh phát sáng vẫn chỉ có ngươi cùng đồ bất giới kia thôi thật sự là không hề muốn nhắc tới cái tên này chút nào giao nhi cũng không được sở uyên hỏi đoàn bạch nguyệt bất mãn không được nhắc tới tiểu quỷ kia sở uyên chọc chọc hắn lá gan không nhỏ a à, còn dám ngỗ nghịch với hoàng thượng ta nào dám ngỗ nghịch với ngươi đoàn bạch nguyệt lắc đầu nếu thật sự là như vậy thì thì sở uyên lướt mắt nhìn hắn đoàn bạch nguyệt vô cùng lãnh tĩnh sáng mai đừng làm món giỏ heo nữa dầu mỡ quá sở uyên cười thức ăn cũng không ăn thịt cũng không ăn, Tây Nam Vương thật sự là khó hầu hạ quá. Đêm nay ta sẽ không lưu lại, đoàn Bạch Nguyệt nói. Lại muốn đi đâu? Thanh Lâu. Sở Uyên dừng bước. đoàn Bạch Nguyệt bật cười. Thật sự là Thanh Lâu à? Mấy ngày hôm trước, cổ huynh đã về Vương thành. Viết thư nói muốn tìm ta có việc, nhưng ta vẫn chưa rảnh để đến đó, cho nên mới hẹn tối nay đến xem. Có chuyện đen tối xấu xa gì mà phải nói lúc nửa đêm? Sở Uyên đối mặt nhìn hắn. Đoàn Bạch Nguyệt nghĩ, bởi vì chỉ có lúc nửa đêm mới có thời gian ha Đi đi, không ai giữ ngươi lại. Sở Uyên tủy tiện nói, một mình đi về phía trước. Đoàn Bạch Nguyệt khó thấy được suy nghĩ thông suốt, nhanh chóng đuổi theo sánh vai với hắn. Không đi nữa. Không sợ người khác mất công chờ ngươi sao? Sở Uyên liếc liếc hắn. Chờ thì chờ, dù sao ta và hắn cũng không quen. Đoàn Bạch Nguyệt thản nhiên nói. Sở Uyên cười cười, đưa tay đẩy đẩy hắn. Đừng nói loạn, nếu thật sự có chuyện thì cứ đi đi, đừng để chậm trễ mới phải. Thật sự không có chuyện gì, đoạn mạch nguyệt kéo tay hắn qua. Coi như vừa rồi ta chưa nói gì cả, quên đi quên đi. Trăng sáng vàng vặc chiếu xuống hình bóng hai người. Cố Vân Xuyên ngồi trong phòng cầm nương, ngửa đầu uống cạn chén rượu, chẳng chút hứng thú nghe điệu hát dân gian. Rốt cuộc là tới hay là không tới đây? chở mãi tới sau nửa đêm quả thực một chút buồn ngủ cũng không có đành dứt khoát đứng dậy đi tìm khách điếm duyệt lai kết quả lúc hỏi ám vệ các đêm ở khách điếm mới biết thì ra vương gia vẫn chưa trở về trong phòng chỉ có tiểu vương gia gặp quỷ rồi ư cố vân xuyên còn tưởng hai người đã bỏ qua nhau trên đường vì vậy quay đầu đi vòng lại thanh lâu tìm nhưng vừa ra đường thì gặp một người nam tiền bối Nam Ma Tà còn dẫn theo đổ bất giới Nhìn thấy hắn cũng rất ngạc nhiên Cũng nửa đêm rồi Còn quanh quẩn trên đường làm gì Cố Vân Xuyên đem chuyện Đã hẹn gặp đoạn Bạch Nguyệt Nhưng chờ mãi chờ hoài Đến hơn nửa đêm rồi cũng không thấy người Cho nên mới đi chung quanh tìm Kể lại rồi nói Chắc vương già đã tới nhiễu nguyệt lâu rồi Có khi ta bỏ lỡ trên đường cũng nên Nam Ma Tả nói Ta cùng ngươi tới đó xem sao cố vân xuyên im lặng đi theo ba người cùng nhau tới nhiễm nguyệt lâu nhưng không có ai đợi ở đó cả nam mà tả nhất thời mặt mày rạng rỡ cố vân xuyên buồn bực dường như tiền bối rất không muốn tại hạ gặp được vương gia có chuyện gì ngày mai gặp cũng không muộn nam mà tả vỗ vỗ bờ vai của hắn sau này ngươi sẽ hiểu cố vân xuyên nhíu mày nhưng chuyện này có chút quan trọng á. À? ngươi cũng nói chỉ là có chút quan trọng mà thôi. Nam Ma Tà nói, chuyện mà hắn đang làm thì lại là lửa xém lông mày nhá. Cố Vân Xuyên nửa tin nửa ngờ, đổ bất giới chẳng hiểu ra sao. Nam Ma Tà vừa đi, vừa hát một khúc dân gian. Bản lĩnh hơn rồi à, nói không chừng thật sự có thể hàng đêm ngủ lại trong cung. Xem ra ngày Tây Nam Phủ làm chuyện vui cũng không còn xa nữa. Trong hoàng cung, gốc mai kia đã được mang về chỗ cũ, lại bón thêm phân bổ sung dinh dưỡng để mùa đông năm nay có thể nở thật nhiều hoa có lẽ năm sau sẽ ít bị đào đi vài lần đoạn mạch nguyệt tựa vào đầu giường đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn sở uyên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ cũng ngủ rất sâu phần là vì mệt mỏi phần là vì an tâm nhìn sắc trời bên ngoài càng lúc càng sáng đoạn mạch nguyệt thở dài trong lòng lúc này mới nằm xuống được bao lâu đâu mà đã tới giờ lên chiều rồi Mỗi lần nhìn hắn sáng sớm nào cũng mơ mơ màng màng, cố gắng tỉnh dậy. Đoạn bạch nguyệt lại thấy ảo não. Hối hận năm đó mình đã không ngoan tâm mang hắn đi. Nếu là như vậy thì chẳng phải bây giờ sẽ an nhàn, khoái hoạt biết bao. Sở Uyên mơ mơ màng màng hỏi. Giờ nào rồi? Đoạn bạch nguyệt nâng tay che mắt hắn lại. Giờ tí. Sở Uyên cong cong khóe miệng. Lại nháo. Đừng đi vào chiều nữa, có được hay không? Đoàn Mạch Nguyệt kéo hắn ôm vào lòng. Chỉ một ngày hôm nay thôi, giả bệnh, được chứ? Sở Uyên cười, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngủ ngốc. Người mới ngốc, Đoàn Mạch Nguyệt cầm tay hắn. Nào có ai làm hoàng tượng làm giống như ngươi, trong mắt chỉ có quốc gia thiên hạ, không phải ngốc thì là gì? Sở Uyên dừng một chút, không nói gì. Đoàn Mạch Nguyệt kéo chăn bao lấy cả người hắn. Ngủ đi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tứ hỷ công công rẻ rặt ló đầu vào đoàn bạch nguyệt nói đi nói với đám lão thần chết tiệt kia hôm nay nghỉ chiều muốn khuyên muốn can gì chờ ngày mai tứ hỷ công công sửng sốt sở uyên nằm trong ngực hắn khúc khích cười dạ tứ hỷ công công vội vàng đóng cửa lại xung quanh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh sở uyên nắm lấy cảm hắn ngủ đoàn bạch nguyệt cầm tay hắn chưa tới thời gian ăn trưa không cho phép thức dậy sở uyên xoay người đưa lưng về phía hắn luân tiện cuốn đi phân nửa chăn tứ hỷ công công vừa ngồi kiệu đi tới chính tiện chuyển lời vừa cảm khái trong lòng xem ra đêm nay nên chuẩn bị một phần đệm chăn thôi dù sao vừa nãy nhìn vào phòng cũng thấy một phần đệm chăn vậy mà lại bị vứt xuống dưới đất a các vị đại nhân đã sớm tập trung ở thiên điện vừa trò chuyện vừa chờ tới giờ lên chiều không ngờ lại được báo là hoàng thượng long thể khiếm an cho nên hôm nay được nghỉ Đảo nhân đức nhíu mày thân thể hoàng thượng vẫn chưa tốt lên sao hôm qua cũng không tới ngự thư phòng đúng vậy tứ hỷ công công nói dạ dày đau không mấy dễ chịu uống thuốc xong còn phải nghỉ ngơi đa tạng công công Đảo nhân đức gật đầu các vị đại nhân khác đều đã tán đi lưu đại quýnh chọc chọc hắn đi ăn thịt dê nướng không Đảo Nhân Đức lắc đầu. Ta muốn đi xem Hoàng thượng một chút. Chắc là bệnh nghiêm trọng rồi. Phi phi phi. Hoàng thượng của ta long thể rất khỏe mạnh. Người là cái miệng quạ đen gì? Lưu Đại Quỳnh nói. Thì thoảng cũng phải cảm lạnh đau đầu, đau bụng. Bị thương ngoài da chứ. Có thể có chuyện gì mà người phải lo lắng. Người là bà bà thẩm thẩm hay sao? Người cái loại người suốt ngày tính chuyện mai mối cho người khác. Vậy mà dám nói ta giống bà bà thẩm thẩm ư? Đảo Nhân Đức khiếp sợ. Lưu Đại Quỳnh bất mãn Làm mai mối thì đã sao Nằm nữ tế của ngươi Có tới ba người là do lão phù mai mối Mỗi năm để cho ngươi bế tôn tử Lúc ấy sao không thấy ngươi che Đảo Nhân Đức cầm nín Đi thôi Đi ăn đồ nướng Ngươi trả ta không có tiền Lưu Đại Quỳnh sắn tay áo Nửa đẩy nửa kéo hắn đi Ngươi nói xem Ngươi đường đường là một đại quan của triều đình Mà ăn bữa cơm cũng bắt người khác mời Đảo Nhân Đức liên tục lắc đầu. Hai người cũng không ngồi kiệu mà đi bộ ra ngoài. Vừa đi vừa dầu dĩ nói. Từ lúc Hoàng thượng đăng cơ tới nay chỉ những lúc không ở trong cung ra thì ngày ngày đều sẽ vào chiều sớm. Lần trước đi săn bất cẩn làm cánh tay bị thương. Hôm sau cũng như cũ phải duyệt tấu trương cả ngày cả đêm. Gần đây rốt cuộc làm sao vậy? Năm thì mười họa lại không thấy người đâu cả. Lưu Đại Quỳnh nói Người đừng nói chuyện với ta bây giờ trong đầu ta chỉ có đồ nướng thôi lúc đi ngang qua khách điếm duyệt lai like, thì nghe trên lầu chuyển đến một tiếng rầm thật lớn mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên đi ra đoạn dao ngồi xổm ở góc tường không chịu nhìn sang Giao nhi nam ma tả tươi cười để mặt cố gắng trên tới ngồi xổm bên cạnh đồ đệ thật sự tức giận sao người chỉ biết gạt ta đoạn dao giận đến phát khóc thật sự khóc à nam ma tả hối hận cuống cả lên ôm hắn đặt lên ghế sư phụ nhận sai rồi vẫn chưa đủ sao nếu không ngươi nói thử xem ngươi muốn cái gì cho dù phải đào sâu ba thước sư phụ cũng sẽ tìm cho ngươi ta không muốn gì hết ta muốn đổi một sư phụ khác đoạn dao nấc một cái cái này không được ta không nỡ nam mà tả xoa xoa đầu hắn hay là vì sư dạy ngươi hai chiêu bồ đề tâm kinh ta không học đoạn dao tiếp tục liều mạng nghẹn ngào ai biết là thật hay dạ ngươi còn có thể đem một khối sắt vụn đưa cho ca ca làm bảo kiếm mà hỗn tiểu tử kia dám nói đó là khối sắt vụn sao nam a tả tức đến méo mũi nhưng lại ngay lập tức nở nụ cười hiền lành tiếp tục rụ dỗ tiểu đồ đệ ngốc vậy sư phụ mà người đi thanh lâu được không đoạn dao lại càng khóc to hơn nữa đây là loại sư phụ rách nát gì vậy mãi đến buổi trưa đoạn bạch nguyệt mới từ hoàng cung trở về khách điếm Đồ bất giới lúc này đang ngồi xổm trước cửa khách phòng, trong tay cầm một quả mật đào ăn, vừa thấy hắn liền nhanh chóng nháy mắt ra hiệu. Tâm tình nam sư phụ không tốt, hiền chết nghìn vạn lần đừng vào đó tự rước xui xẻo a. À. Đoạn mạch nguyệt ngạc nhiên. Trở về lúc nào thế? Đồ bất giới đứng dậy nói. Tối hôm qua vừa trở về. Đoạn mạch nguyệt gật đầu, lại hỏi. Vì sao tiền bối không về phòng nghỉ ngơi? Ngồi xổm nơi này làm chi? đổ bất giới đưa tay chỉ chỉ vào trong phòng Dùng khẩu hình nói với hắn Đang cãi nhau Cãi nhau là phải rồi Đối với chuyện này đoạn mạch nguyệt cũng không hề ngạc nhiên chút nào Không cãi nhau mới là thấy quỷ đó Lúc đẩy cửa đi vào Quả nhiên liền thấy nam ma tà đang ngồi bên cạnh bàn than thở Nghe được động tĩnh của hắn cũng không ngẩng đầu lên Đoạn giao không ở trong phòng này Đoán chừng là về phòng mình ngủ một giấc Hoặc là tức giận chạy ra ngoài đi dạo rồi Ai... À... Nam Ma Tả lại thở dài thật sâu. Thở dài bao nhiêu cũng vô dụng thôi. Đoạn Mạch Nguyệt tự rót cho mình chén trà, nhàn nhạt, nhạt, nói. Đợi sư phụ dỗ dành giao nhi xong rồi, chúng ta lại nói một chút chuyện của thẩm tướng quân. Nam Ma Tả thẩm nghĩ, rõ ràng là cùng một việc, vì sao còn có lần hỏi tội thứ hai? Chuyến đi Ngọc Quan lần này có phát hiện gì không? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Không có. Nhắc tới chuyện này, Nam Ma Tả lắc đầu liên tục cũng không biết tin đồn đó là từ đâu tới. Lúc ta đến núi Ngọc Quan, dễ dàng dùng thiên hồi hoàn phá giải trận pháp rồi chạy vào trong sân đậu tìm hiểu. Quan tài của Lan Nhất Triển vẫn được đặt ngay ngắn trên đài cao như cũ, 18 cây đinh đóng vô cùng chắc chắn, xung quanh đóng đầy cho bụi, giải cơ hồ một đốt ngón tay, nào có dáng vẻ chết mà sống lại gì đâu. Quan tài đúng là không bị gì, nhưng còn người bên trong quan tài thì sao? Đoạn Mạch Nguyệt lại hỏi. Người cũng vẫn còn, nhưng đã sớm thành xương trắng, còn có thể nhìn ra vết tích của đao kiếm nữa. Hẳn là do xưa kia cùng cựu kích đại chiến thì bị thương, là ma tà nói. Khi không lại phải quấy rầy người đã chết, thật sự không tốt, không nên chút nào. Cho nên sau khi niêm phong quan tài kỹ càng một lần nữa, ta lại tìm hòa thượng tới chân núi niệm kinh ba ngày, rồi mới trở về đây. Đoàn mạch nguyệt lắc đầu. Việc này không giống với tác phong của sư phụ chút nào. Cứ nhiên còn biết thêm niêm phong quan tài, lại còn biết tìm hòa thượng niệm kinh siêu độ nữa chứ. Nếu là trước kia thì tất nhiên cũng lời quản, Nam Ma Tà nghĩ, nhưng bây giờ có hai tiểu quỷ bên cạnh, nên tích đức thì vẫn phải tích đức. Mình không sợ chết, nhưng đổ đệ thì không thể xảy ra chuyện gì không may. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, sợ là trong giang hồ cũng không còn mấy người biết làm nhất triển là ai. Đoạn Mạch Nguyệt nói, nhắc tới ma giáo cũng chỉ có thể nghĩ đến phượng cửu Dạ bị truy ảnh cung tiêu diệt đoạn thời gian trước mà thôi chỉ có mình chạy phan an kia vẫn luôn tâm tâm niệm niệm vừa nghe tin cửu huyền cơ bị hủy thì ngay lập tức kết luận là lan nhất triển chết rồi sống lại không tiếc hợp tác với thiên sát giáo thậm chí chạy tới vương thành bày ra đốt tinh cục đóng trống khua chiêng cả tháng trời chỉ là vì muốn dụ hắn xuất hiện cũng không biết đến cuối cùng là căn cứ vào đâu tương lai bắt được rồi thẩm vấn một lần là biết ngay thôi nam ma tả nói Chẳng phải ngươi đã tận mắt nhìn thấy hắn nắm được dây dưới vách núi sao? Nếu như vậy thì 8 phần 10 là hắn vẫn còn sống. Đỏ mạch nguyệt gật đầu. Lần này khổ cực sư phụ rồi. Biết vi sư khổ cực thì giúp vi sư dỗ dành giao nhi đi. Nam mà tả suối dục. Đỏ mạch nguyệt cực kỳ lãnh đạm. Lời là sư phụ nói. Đương nhiên dỗ cũng phải là sư phụ dỗ rồi. Nếu ta có thể dỗ được thì còn cần ngươi làm chi? Nam mà tả đề nghị. Hay là người thử đổi người yêu đi. Vì sư thấy thẩm tướng quân cũng tốt. Nếu như vậy thì cũng không phải là mình nói dối, mà chỉ dự đoán đúng tương lai sắp tới thôi. Đoàn Mạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai hắn, thật lòng nói. Sư phụ quả nhiên là không đáng được đồng tình chút nào. Tiểu đồ đệ kia của ngươi, cứ từ từ mà dỗ dành đi. Buổi chiều, sở uyên phái thị vệ tới, để cho đám người chiều nhai cải trang rồi dẫn vào cung. Đoàn Mạch Nguyệt nhàn rỗi không có việc gì làm Nên cũng chạy theo Coi như là có việc phải làm thì cũng mặc kệ Nguyên một đám đại thần đứng trong điện Bên cạnh ngự thư phòng Đều đang chờ được trình tấu trương tòa Mạch Nguyệt nằm trên ngọn cây xa xa Nhìn thấy mà đau não Lại nhìn đảo nhân đức đang đứng vị trí dẫn đầu nhóm người Cảm thấy não càng đau hơn Bao nhiêu năm nay Ám tuyến của Tây Nam Phủ trong cung vẫn luôn truyền tin tức về nói vị thái phó đại nhân này lại đang dục hoàng thượng tuyển phi lập hậu nếu không dục hoàng thượng tuyển phi lập hậu thì là trách cứ hoàng thượng đối với tây nam quá mức lơ là buông lỏng xong rồi còn liệt kê tất tần tật tám tội lớn của tây nam phủ dân tới quần thần cũng bắt đầu trở nên cam phẫn tức giận quả thực giống như là ông trời phái người này tới để đặc biệt đối nghịch với mình vậy cho nên dù biết lão nhân này là một trung thần lương tướng nhưng mỗi khi nghe được ba chữ đào nhân đức thì đoạn bạch nguyệt lại chỉ muốn tự tay nút cho hắn một miệng trùng đại nhân một người nối tiếp một người sự tình một việc nối tiếp một việc người cuối cùng là lưu đại quýnh cũng không phải vì có công sự gì mà cười ha hả nói mười ngày sau đầy tháng tôn tử nhà mình muốn mời hoàng thượng ban thưởng một chữ để đặt tên sở uyên nói mãi tới giờ ngọ này mới có chuyện coi như tốt đẹp vừa rồi thái phó đại nhân cũng nói chờ mười ngày sau tới quý phủ uống rượu đầy tháng. Vậy thì chắc lão đảo kia tự biết việc mình muốn trình không có gì tốt, nên mới cố ý kèm thêm một chuyện vui khác. Miễn trò lại bị hoàng thượng trách cứ đây mà. Lưu Đại Quỳnh lắc đầu liên tục. Thực sự không ngờ, ngay cả tôn tử chưa tròn tháng của vi thần cũng bị lão cáo giả kia mang ra lợi dụng. Này đã không thể chỉ dùng một bữa đồ nướng là có thể giải quyết được rồi. Ít nhất cũng phải hai bữa. Sở Uyên bật cười, đứng dậy nói. Chữ thì chấm sẽ sai người mang tới quý phủ sao? Ái Khanh có muốn lưu lại dùng bữa cùng chấm không? đa tạo hoàng thượng, chỉ là tối nay vi thần có chút việc, trong nhà có khách tới, Lưu Đại Quỳnh nói. Vậy chấm không giữ lại nữa, sở uyên vô vỗ bờ vai của hắn. Lát nữa ra ngoài gặp thái phó đại nhân, nhờ kỹ phải đòi hắn ít bạc. Nếu không cho tôn tử của Ái Khanh chút mặt mũi, thì tấu trương vừa rồi, hắn đệ trình, chấm cũng sẽ không xem. Dạ, Lưu Đại Quỳnh gật đầu. Vi thần tất nhiên sẽ phải đòi hắn một khoản. Hoàng thượng, đợi tất cả mọi người tản đi hết rồi, tứ hỷ công công mới tiến đến nói. Bây giờ về tẩm cung nghỉ ngơi sao? Sáng nay ngủ dậy muộn, nên hiện giờ cũng không mệt mỏi lắm. Sở Uyên lắc đầu lại hỏi. Nhóm người chiều nhai kia vào cung chưa? Bẩm hoàng thượng, đã tới từ hai canh giờ trước rồi. Hương thống lĩnh tự mình dẫn về. Tứ hỷ công công nói tất cả bọn họ đều được an trí tại điện di tâm không tồi sở uyên gật đầu nói đi thôi trở về tẩm cung tử hỷ công công buồn bực trong lòng mới vừa rồi còn nói không mệt mỏi sao bây giờ lại muốn trở về tẩm cung còn tưởng là muốn đi xem những tập nhân triều nha kia tẩm cung cách ngự thư phòng không tính là xa lúc đẩy cửa ra thì thấy đoạn bạch nguyệt đang ngồi bên bàn chờ hai à tứ hỷ công, công ở trong lòng hung hăng gỗ ót Đầu mình làm sao vậy? Người triều nhai đến thì đương nhiên Tây Nam Vương cũng đến. Tây Nam Vương đến thì Hoàng thượng cũng sẽ vội vàng về tổng cung ngay. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Thấy người chờ bên ngoài ngự thư phòng nhiều như vậy, còn tưởng buổi tối mới có thể trở về. Người không ít, nhưng sự tình cũng không nhiều. Sở Uyên ngồi xuống đối diện hắn. Chỉ cần biên quan không xảy ra nhiễu loạn thôi. Những chuyện còn lại đều dễ giải quyết. Không tới xem người chiều nhai sao? đoàn mạch nguyệt hỏi sở uyên lắc đầu chờ vài ngày nữa đã ta có tới xem đoàn mạch nguyệt nói người một đám đang ở trong phòng oán giận nói là nơi đó quá vắng vẻ lại không có người quét dọn không phải là không có người quét dọn mà là không có người hầu hạ sở uyên nói chổi và chậu nước đều có cả nếu muốn sạch sẽ thì tự mình dọn dẹp thôi đoàn mạch nguyệt cười cười Nghe đối thoại thì trong nhóm người đó có hai người đã vào cung hơn 10 năm trước, dường như còn rất được tiên hoàng coi trọng. Sở Uyên gật đầu. Ba ngày sau ta lại tới xe bọn hắn. Ừ, không nói chuyện này nữa. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Sư phụ từ núi Ngọc Quan trở về rồi. Nam tiền bối. Sở Uyên hỏi. Có tra được chuyện gì không? Đoàn Bạch Nguyệt lắc đầu. Đem tình trạng ở núi Ngọc Quan nói lại một lần. Quả nhiên. Sở Uyên nói lúc trước ta từng viết thư đưa tới nhật nguyệt sơn trang thiền phòng cũng nói không giống như là có thể chết mà sống lại làm được chuyện như vậy trừ nam tiền bối ra thì có lẽ trong giang hồ này cũng không có người thứ hai cũng không phải sư phụ có thể chết mà sống lại đâu nói đúng hơn là sẽ không chết chỉ là vì luyện loại võ công quá mức phức tạp nên khó tránh khỏi bị tổn thương tâm mạch vì vậy cách một khoảng thời gian sẽ giả chết để chữa thương ở trong lòng đất nhanh thì vài tháng lâu thì vài năm đoạn mạch nguyệt nói tuy là nhất triển kia là ma đầu nhưng đó cũng là chuyện xảy ra vài thập niên trước rồi người chết thì thủ hận cũng tiêu tan những môn phái đã từng bị hắn đắc tội chắc cũng sẽ không ghi hận lâu lắm nếu nói đến chuyện ai có thể đối với hắn nhớ mãi không quên thì e là cũng chỉ có một mình kiều kích và chính là trại phan an kia sở uyên nói đoạn mạch nguyệt lắc đầu trại phan an và kiều kích có phải là cùng một người hay không vẫn chưa thể khẳng định được đây chỉ là suy đoán của ta thôi. năm xưa là nhất triển chết dưới tay cửu kích, hai người lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ. đối phương luyện loại võ công gì, có thể chết rồi sống lại hay không, thì hắn phải rõ như lòng bàn tay mới đúng. theo lý mà nói, thì cũng không thể chỉ vì một tòa cửu huyền cơ mà nghi thần nghi quỷ. sợ uyên nói, như vậy có chút nghĩ không thông. nghĩ không ra thì đừng nghĩ. đoạn mạch nguyệt nói, người chỉ quản quản việc triều đình là được. Chuyện giang hồ cứ để ta Tề Nam Vương nhúng tay vào chuyện của Võ Lâm Trung Nguyên Nếu để thấy phó đại nhân biết Chắc chắn sẽ lại đấm ngực dậm chân mất Sở Uyên nhìn hắn cười Ước gì tức chết lão đầu kia Đoạn mạch nguyệt vòng qua ngồi sát bên người hắn Có muốn đi ra ngoài giải sầu không Người đã ở ngự thư phòng suốt từ sáng đến trưa rồi Đêm nay trong vương thành có hội thả hoa đăng trên sông Khắp nơi đều là người Không đi đâu Sở Uyên nói nếu không sẽ lại xảy ra chuyện hội hoa đăng sao đoạn mạch nguyệt hỏi trước đây chưa từng nghe qua cũng không có gì đặc biệt mọi người cùng nhau làm chút chuyện cho vui thôi sở uyên nói đảo thái phó cũng sẽ mang tôn tử tới đó chơi còn có không ít quan viên trong triều nếu thấy tây nam vương ở đó chỉ sợ sẽ ngất xỉu tại chỗ ta dịch dung là được đoạn mạch nguyệt cầm tay hắn gặp ta cũng không được sở uyên nói khó khăn lắm mới ứng phó với bọn họ xong, lý nào lại chạy ra cửa đụng họ lần nữa chứ? Thế này không được, thế kia cũng không được, đoạn mạch nguyệt đưa hai tay chống cảm thở dài. Buồn chán. Buồn chán thì tới thanh lâu đi. Sở uyên nhướng mi nhìn hắn. Sớm biết người nhớ kỹ như vậy, tối hôm qua ta cũng sẽ không nói. Đoạn mạch nguyệt dở khóc dở cười. Không giấu gì ngươi, nếu không phải ngươi nhắc tới thì ta cũng thật sự quên mất chuyện này. Cũng thật là có lỗi với cố huynh Bây giờ thì cũng không muộn Sở Uyên nói Không đi, ngày mai đi cũng được Hôm nay muốn ở cùng ngươi Đoàn Mạch Nguyệt nói Hay là cùng ngươi tới ngự hoa viên đi dạo một chút Ở tầm cung này thật sự rất chán Sở Uyên nói Hay là tới khách điếm ngươi ở đi Hả Đoàn Mạch Nguyệt ngồi thẳng dậy Có chút bất ngờ Sở Uyên nói Ở đó cũng có thể nhìn thấy hoa đăng trên sông tuy rằng hơi xa nhưng ban đêm nhìn cả dòng sông chập chờn ánh nến cũng rất là đẹp lúc này ở khách điếm đoạn giao đang hỏi có thật không tất nhiên là thật trở về tới tây nam rồi vi sư lập tức đi đào hầm mộ lấy cho ngươi nam mà tả đưa tay thể đoạn dao khụt khịt mũi lần này không được gạt ta đương nhiên đương nhiên nam mà tả liên tục gật đầu đoạn dao đưa sâu thịt nướng đang nằm trong tay cho hắn một miếng thành dao Nam mà tà cười đến mặt đầy nếp nhăn, vui sướng cầm lấy ăn. Phía thang lầu chuyển đến tiếng bước chân. Đoạn dao nhíu mày. Sao ta nghe như là có hai người vậy? Nam tả thuận miệng nói. Nói không chừng là hoàng thượng á. À? Đoạn dao ghé vào khe cửa nhìn lén. Sau đó vô cùng kinh ngạc nói. Thật sự là hoàng thượng. Thật vậy sao? Nam tả thích thú hỏi. Sau đó nhanh chóng chạy tới rình coi. Đoạn mạch nguyệt cùng sở uyên vào phòng ngủ Nam Ma Tà và đoạn giao đều không hẹn mà cùng di chuyển từ cửa tới vách tường, chỉ trong nháy mắt. Hết sức chuyên chú dán cả người vào tường, úp tai lắng nghe. Ngay cả tư thế cũng giống nhau như đúc, chỉ hận không thể xuyên tường mà qua. Nếu biết người sẽ đến xem hoa đăng, thì lúc trước ta đã ở khách điểm đối diện rồi. Đoạn mạch Nguyệt nói, tầm nhìn cũng sẽ thoáng hơn một chút. Cũng đâu phải tiểu hài tử mà muốn nhìn hoa đăng liền phải chen lấn, giành được vị trí gần nhất. Sở Uyên nhìn hắn cười, Chính ngươi cũng nói rồi Ở trong cung quá bức bối Nên mới ra ngoài hít thở không khí thôi Đây là con phố náo nhiệt sầm uất nhất vương thành Cho dù đóng hết cửa sổ Thì cũng vẫn nghe được tiếng ầm mỹ Huyền náo bên ngoài Đường cao nóng hầm hập Tùy vẫn còn đang được chiên trong nồi Nhưng mùi thơm thì đã lên lỏi lên tận lầu 2 Hương vị vô cùng ngọt ngào Ăn không? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi Sở Uyên gật đầu Ăn Chờ ta, Đoạn bạch nguyệt đứng dậy ra cửa trong phòng bên cạnh đoạn gia mở to mắt tha thiết nói ta cũng muốn ăn sao mà thơm như thế nghe lời nhị một chút nam Ma ta tiếp tục dán người lên tường đưa một tay ra vỗ vỗ lên đầu hắn đợi lát nữa sư phụ dẫn người xuống lầu ăn suất nóng hổi mới ra lò sở uyên đứng bên cửa sổ nhìn đoạn bạch nguyệt đi xuyên qua đường phố hòa vào đám tiểu oai nhi đang đợi mua đường cao mua xong lại đi vào gian hàng điểm tâm bên cạnh Cuối cùng, lúc trở lại còn không quên lấy thêm mấy túi thịt bò kho. Nếm thử xem, đoạn mạch nguyệt nói, mỗi ngày đều có thể thấy rất nhiều người xếp hàng mua thịt bò kho của nhà này, chắc là rất ngon. Lã bản của gian hàng điểm tâm này đã từng là ngự chủ trong cung, sở uyên cũng không dùng đũa, đưa tay ngắt một miếng thịt bò ăn. Sau đó có một lần không cẩn thận té gãy chân, nên mới chuyển ra khỏi cung, về quê nhà Giang Nam ở 3 năm nhưng vì nhớ nhi tử ở phương thành nên mới trở lại cũng không chịu cảnh ăn không ngồi rồi nên mới mở ra hàng bò kho bát phương này nhớ rõ ràng như vậy đoạn mạch nguyệt ngạc nhiên hỏi nếm thử xem sở uyên nói chắc chắn người sẽ thích đoạn mạch nguyệt tiện tay cầm một miếng thịt bò ném vào trong miệng gật đầu đúng là không tệ chỉ là không tệ thôi sao sở uyên nhìn hắn hả đoạn mạch nguyệt suy nghĩ một chút nếu không để ta khen thêm vài câu Mềm mà không nhão Kích cỡ từng miếng vừa phải Màu đỏ của thịt rất tươi Vào miệng lập tức tan ngay Đoạn rào và nam ma tả trong phòng bên cạnh Cùng nhau nuốt nước miếng Đơn giản đói khát Sở uyên lắc đầu Năm mấy tám tuổi tiến cung Người còn nói thích ăn cái này Còn nói tương lai muốn phái đầu bếp Của Tây Nam Phủ tới Vương Thành học Đoạn mạch nguyệt im lặng cũng biết người đã quên Sở Uyên từ từ nói Phạt người hôm nay không được ăn Chỉ là một món kho Ăn hơn 10 năm trước Có quên cũng không đến mức là tội không thể tha thứ đi Đoà Mạch Nguyệt kéo cái ghế qua ngồi bên cạnh hắn Những chuyện quan trọng thì dù chỉ một chuyện nhỏ xíu ta cũng chưa từng quên Ví như Sợ Uyên hỏi Ví như đã từng nói Sau này rồi sẽ có một ngày cùng nhau trở về Tây Nam Đoà Mạch Nguyệt nói Lúc đó người cũng đã đáp ứng rồi Gì cơ Sợ Uyên học hắn Đưa hai tay chống cằm. Nhớ không ra Quên rồi Ta chưa quên là được Đoà mạch nguyệt giúp hắn thổi nguội đường cao Có chút nóng Ăn từ từ thôi Kia là cái gì Sợ Uyên thấy một bao bố nằm chơi trọi Ở góc tường liền hỏi Đoà mạch nguyệt nói Dụng cụ dịch dung Dù sao đây cũng là vương thành Không giống những địa phương khác quan viên trong triều biết mình không hề ít để tránh xảy ra sự cố thì cẩn thận một chút vẫn hơn sở uyên kể sát vào xăm soi mặt hắn đoàn mạch nguyệt bật cười không sao đâu da dày thịt béo không giống ngươi đáng giá sao sở uyên hỏi đáng giá đoàn mạch nguyệt đáp sở uyên nhìn hắn trong khoảnh khắc cũng không biết mình nên nói cái gì lớn nhỏ cũng là một biên cương vương nhưng ngay cả việc có thể quang minh chính đại đi dạo trên đường cũng là hy vọng xa vời. Có thật là đáng giá không? Lại suy nghĩ lung tung cái gì? Đoàn mạch nguyệt thở dài, đưa tay niết lấy cảm hắn. Đã nói rồi mà, không được hối hận chuyện năm đó. Giọng sở uyên rất nhỏ. Bây giờ người người nhắc đến tên người cũng đều là bêu danh. Ai nói, không phải dạo trước còn có công chúa sống chết đòi gả cho ta sao? Đoàn mạch nguyệt không lưu tâm. huống hổ những người đó thì có thể nói cái gì? tới tới lui lui cũng chỉ là dã tâm lang sói hay mưu đồ bất chính mà thôi nếu ta để tâm những thứ này thì quả thực là đã ăn quá nhiều trùng rồi sở uyên cũng không nói gì vẫn là như đã rơi vào thế giới riêng của mình mười mấy năm qua hai người cũng từng lợi dụng lẫn nhau cũng từng gắn bó sinh tử những gì cần nói cũng đã nói những chuyện cần làm cũng đã làm quá nhiều rồi không biết từ lúc nào đã không còn có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn nữa thậm chí cho dù là hiện tại thì thoảng mình cũng sẽ hoảng hốt tinh thần cảm thấy nhìn không rõ người trước mắt cũng nhìn không rõ đường đi trong tương lai vì sao bên kia lại yên tĩnh như vậy đoạn dao thấy bất ổn nam tả nhìn hắn khẽ suỵt một tiếng rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng gión ra giòn rén lần tới trước cửa phòng hai người tiếp tục nghe trộm trong phòng đoàn bạch nguyệt cũng nhíu mày có chút lo lắng nhìn sợ uyên hỏi làm sao vậy? Sở Uyên đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, nhắm mắt lại, hôn lên. Ngoài cửa, đoạn dao mặt mày hưng phấn, cũng học theo sư phụ gión rén tới đây, chuẩn bị nghe lén. Ai ngờ lại bị nam ma tà tướng cổ, mạnh mẽ xách về phòng. Tiểu A Nhi không được xem, cảnh hôn môi mà nhìn sẽ hư mất. Cảm xúc trên môi quá mức chân thực, trong đầu như là có cái gì ầm ầm đổ vỡ. Đoạn mạch nguyệt sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền ôm chặt lấy vòng eo hắn, mạnh mẽ áp lên vách tường. Sở Uyên cũng không nói gì, chỉ nhìn thẳng hắn. Đẩy mắt đoạn bạch nguyệt tràn đầy tơ máu, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, người này lại chủ động thân cận hắn. Nhiều năm qua như vậy, cả hai người đều cẩn thận che giấu một giới tuyến vô cùng mong manh. Chỉ là giờ khắc này, không thèm nghĩ tới Giang Sơn xã tắc gì nữa. Dù biết rõ, chỉ cần một lần xúc động thì sẽ phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng cũng không muốn quản. Đoàn mạch nguyệt cúi đầu hôn người trong lòng mình thật sâu. Hàng mi sợ uyên khẽ run rẩy, đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng, muốn né tránh, rồi lại càng như đón ý hùa theo. Không biết qua bao lâu, đoàn mạch nguyệt mới hơi buông lỏng cánh tay, nhưng cũng không muốn thả người mà lại kể sát vào hôn một cái. Sợ uyên đưa tay đẩy hắn ra, bên tai có chút hồng. Trong phòng rất yên tĩnh, Lát sau sợ uyên mới nói Ta phải về cung rồi Bây giờ không cần ta nữa ư Sợ uyên chỉ im lặng Đoạn mạch nguyệt cười nhẹ Kéo người ôm vào lòng Ngồi thêm một lát nữa Rồi ta đưa ngươi về cung Tối nay đi gặp cố vân xuyên đi Sợ uyên nói Có thể hắn thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi Được Đoạn mạch nguyệt đáp Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng dân chúng cười đùa Trên sông trôi nổi cũng có hàng trăm cái đèn hoa đăng, lắc lư lắc lư, nối thành một chuỗi dài. Sở Uyên đứng cạnh giường, ngẩn người nhìn chuỗi đốm sáng hoa đăng kia. Ước một điều đi, đoạn mạch nguyệt ôm lấy hắn từ phía sau. Chưa biết chừng có thể thành hiện thực. Sở Uyên nói, ước người cả đời hạnh phúc an khang. Đoạn mạch nguyệt lắc đầu, không phải ta, mà là chúng ta. Sở Uyên cầm lấy bàn tay đang ôm eo mình, chậm rãi lồng vào nhau, dựa người vào lòng hắn. Bên bờ sông, Lưu Đại Quýnh đang cùng Đào nhân Đức ăn bánh trôi hoa quế. Tất nhiên vẫn là thái phó đại nhân trả tiền. Lần sau nếu muốn nhờ hoàng thượng phê tấu trương, người mang tuân tử của mình ra mà cống hiến. Lưu Đại Quỳnh oán giận. Đừng liên lụy người vô tội. Không phải tuân tử kia của ngươi vừa mới sinh ra sao? Vừa khóc oa à oa à chào đời thôi mà. Hoàng thượng vẫn chưa thấy nó lần nào. Có gì mà phải lo lắng? Đào nhân Đức nói. Tôn tử của ta mỗi ngày đều chạy vào cung làm loạn. Hoàng thượng gặp nó lần nào là phải đau đầu lần đó. Người nghĩ sai rồi, Lưu Đại Quỳnh nói. Hoàng thượng của ta vốn đã không muốn tuyển phi lập hậu. Nếu được nhìn các tiểu oa nhi đáng yêu nhiều một chút, chưa biết chừng sẽ có thể đổi ý. Vậy thì càng hay rồi. Không biết xấu hổ hay sao mà còn nói như vậy. Đảo nhân đức bỏ mũ xuống. Ngày nào ngươi cũng tích cực làm mai cho người khác. Lại không thấy người mai mối cho hoàng thượng người nào kia chính là hoàng thượng của ta Người bình thường làm sao có thể xứng được Lưu Đại Quỳnh nói năng đẩy lý lẽ Nếu muốn nạp à phi Ít nhất cũng phải dùng mạng xuất chúng Xuất thân cao quý Còn phải biết nóng biết lạnh Biết tiến biết thối Người nói thử ta xem Trong vương thành này có được mấy nhà có khả năng làm được Đảo Nhân Đức liên tục lắc đầu Trong vương thành không có Thì ra ngoài thành tín Đúng lúc mấy ngày nữa phải tới Bắc Hành Cung Trên đường đi người phải nhìn kỹ một chút Gần đây mí mắt ta cứ nháy liên tục. Biết đâu chừng thật sự có nhân duyên. Nghe bản quan khuyên một câu, mí mắt của người nháy là do có chuyện nhọc lòng thôi. Nào có bản lĩnh xuất hiện nhân duyên. Lưu Đại Quỳnh làm vẻ mặt ghét bỏ. Còn nữa, người xem, trẻ nốt của người lấm tấm đổi mồi. Nghĩ vạn lần đừng kéo nhân duyên cho hoàng thượng của ta là một người mặt dỗ đó. Đả nhân đức nghĩ, sớm mượn gì cũng có một ngày, mình bị cái bả mối này tức chết cùng lúc này tại khách điếm đoà mạch nguyệt cũng đang hỏi bác hành cung ư ừ sợ uyên gật đầu hàng năm vào lúc này đều sẽ tới đó ở một đoạn thời gian đi xem dân chúng hai bên đường cũng là để mở mang tầm mắt một chút đây là quy củ phụ hoàng định ra nói không dừng một chút lại cười nhưng ta nghĩ chẳng qua là vì ngại khí trời ở vương thành quá nóng cho nên phụ hoàng mới tìm cái cớ để có thể nghỉ ngơi thôi đoạ mạch nguyệt nói thành vân đức là nơi núi sâu rừng rậm quả thực mát mẻ hơn ở đây nhiều người thì sao sở uyên hỏi phải về tây nam ư đoạ mạch nguyệt đáp không về ra ngoài lâu như vậy không sợ biên cảnh nổi loạn ư sở uyên quay đầu nhìn hắn đoạ mạch nguyệt nói chở người tận mắt xem qua thì sẽ biết biên cảnh tây nam có lẽ là biên cảnh an ổn nhất của đại sở hơn nữa an ổn đó cũng không phải dựa vào vũ lực trần nát mà có. Trước kia 72 trại của Miêu Cương đều theo kiểu tự quản lý. Ngày ngày câu tâm đấu giác hạ độc lẫn nhau chỉ vì tranh đoạt phòng ốc và lương thực. Bây giờ đã được thống nhất, mọi người đều có chỗ ở, có đất đai để canh tác, còn thường xuyên được Tây Nam Phủ ban thưởng, cuộc sống rất tốt. Bọn họ cũng không giống các bộ tộc mạc bắc dũng mãnh thiện chiến thủ đoạn cao siêu, cho dù có đoàn kết một lòng, thì cũng không thể nào gây ra sóng to gió lớn được. Ngay cả Tây Nam cũng chưa ra được. Huống chi là Vương Thành. Cần gì phải tự làm mất mặt. Người cũng có một ngày nói người khác dã tâm lăng sói à. Sở Uyên cọ cọ gáy mình vào ngực hắn. Hôm nào ta lôi kéo bọn họ dựng một lá cờ thật to. Người nói xem khi tin tức chuyển tới Vương Thành có thể dọa vị thái phó đại nhân kia ngất xỉu hay không? đội mạch nguyệt hỏi. Sở Uyên dở khóc dở cười. Chuyện này mà cũng có thể lôi thái phó đại nhân vào là sao? Ngày nào hắn cũng chửi ta, người lại không cho ta đánh hắn. Đoạn bạch nguyệt tựa cằm vào vai sở uyên. Chỉ có thể nói xấu, thật là vô cùng ủy khuất. Trời tối muộn, dân chúng tới xem hoa đăng cũng dần dần tản đi. Đoạn bạch nguyệt cũng tiễn sở uyên về hoàng cung. Nam ma tà và đoạn dao vắt người lên bệ cửa sổ, tha thiết nhìn theo bóng lưng của hai người đang xa dần cơ hồ phải thò ra bên ngoài hơn nửa thân thể. Đêm nay nghìn vạn lần phải ngủ lại trong cung a." À. Tứ Hỷ công công đang dựa cửa ngủ gà ngủ gật, nghe được động tĩnh vội vàng mở mắt ra, thấy hai người đều đã trở về rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. "Trong khoảng thời gian này có ai tới tìm chẫm không?" sợ Uyên hỏi. "Không có, rất yên tĩnh." Tứ Hỷ công công cười ha hả. "Sau này hoàng thượng cứ việc yên tâm ra ngoài đi dạo. Vậy liền nghỉ ngơi thật tốt đi." đoạn bạch nguyệt nói ta đi gặp cố hình xem có chuyện gì sau đó sau đó trở về khách điếm nghỉ ngơi sở uyên vô vỗ sườn mặt hắn mấy ngày nay ngươi chưa từng ngủ ngon đêm nay nói chuyện với cố vân xuyên xong chắc cũng đã quá nửa đêm rồi không cho phép chạy lung tung nữa cũng tốt đoạn bạch nguyệt cười cười vậy tối mai ta trở lại xem ngươi sở uyên gật đầu nhìn hắn nhảy qua tưởng viện rời đi cảm thấy có chút buồn cười động tác đúng là càng ngày càng thành thạo á à? Hoàng thượng, thấy hắn tâm tình tốt, tứ hỷ cũng vui vẻ lây, đứng bên cạnh nói. Có cần phải chuyển nước nóng tới tắm rửa không? Đợi lát nữa đi, còn sớm. Sở Uyên nói, chấm lại tới thư phòng xem tấu trương. Tứ hỷ cầm nín, sở Uyên nhìn hắn cười. Chấm biết rồi, sẽ về sớm nghỉ ngơi. Tứ hỷ liên tục dạ dạ, đưa hắn tới ngự thư phòng. Tấu trương vẫn như cũ đặt trên bàn, cũng có không ít chuyện nhưng tâm tình của sở uyên so với hôm qua tốt hơn nhiều thậm chí trên mặt cũng mang ý cười tứ hỷ công công đứng bên cạnh hắn chật chật xem ra đúng là phải có tây nam vương chớp mắt một cái đã qua nửa canh giờ sở uyên thả bút lông trong tay xuống tứ hỷ công công nói hoàng thượng có muốn quay về tẩm cung không sở uyên xoa xoa bụng nói mang chút thức ăn tới đi tứ hỷ công công nghe hắn nói vậy có chút không phản ứng kịp sau đó hoàn hồn nói Hoàng thượng muốn ăn cái gì? Gì cũng được, càng nhanh càng tốt. Sở Uyên gác cảm lên long án. Đói muốn chết rồi. Tuy ở khách điếm mua rất nhiều đường cao và thịt bò, nhưng cũng không ăn được bao nhiêu. Lúc mới về cung vẫn còn chưa thấy đói. Xem xong vài tấu trương thì bụng đã ruột ruột kêu vang. Đơn giản chính là da bụng dính ra lưng. Tử hỷ công công nhanh chóng ra cửa phân phó người làm. Không bao lâu liền có nội thị, mang hộp đựng thức ăn tới. Lúc sở uyên mở ra thì thấy có món cháo thanh đạm và vài món ăn kèm, hắn vẫn thường dùng, còn có thêm trà bánh tráng miệng. Hoàng thượng chậm rãi dùng, tứ hỷ công công giúp hắn bày chén đũa ra. Sở uyên hỏi, có thịt không? Hả? Tứ hỷ vô cùng kinh ngạc, sau đó ngựa chủ nhanh chóng châm lửa, tiếng chặt xương sườn vang lên rung trời, cành thịt sôi sùng sục, mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Một đoàn tiểu thái giám xung quanh đều nuốt nước bọt từng món từng món đóng hổi được đưa vào ngự thư phòng ngự chủ hết sức lo sợ nói là vì thời gian có hạn nên không kịp làm những món đặc sắc hơn mong hoàng thượng thứ tội sở uyên ăn một miếng bụng cá hà bao nói rất tốt ban thưởng ngự chủ ngay lập tức vui vẻ ra mặt nói tạ ơn rồi cùng nội thị ra khỏi ngự thư phòng tứ hỷ đứng bên cạnh hầu hạ nhìn sợ uyên ăn xong cá rồi lại ăn thịt gặm hết bảy tám miếng sừng sườn vẫn chưa muốn dừng đũa còn nói là muốn ăn chân dây hầm vì vậy cảm thấy rất buồn bực. Tại sao Tây Nam Vương mang người ra ngoài mà lại không cho ăn cơm? Nhìn xem, để hoàng thượng đó như vậy. Đêm nay, Sở Uyên một mình ăn bữa ăn ngon miệng nhất từ trước đến giờ. Hết tập 16 Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Đế Vương Công Lược Tác giả Ngữ Tiếu Lan San Qua phần thể hiện của Sam Nếu yêu thích bộ truyện này, thì đừng quên nhấn like và share video nhé nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh sam audio xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo